em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên anh lòng ngất ngây, cho dâng trong lòng em đam mê cuồng si. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khùng. Quý vị, các thí sinh vừa mang đến cho tất cả chúng ta một tiết mục thật vui nhộn qua bài hát rất nổi tiếng của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây sẽ là bàn giám khảo. Nguyên Vũ sẽ được trân trọng giới thiệu giám khảo danh ca Phương Dung và danh ca Thái Châu.
Thưa quý vị, trong đêm nay chúng ta sẽ gặp gỡ lại gương mặt đã rất thân quen với lại khán giả yêu mến dòng nhạc trữ tình. Đây là một vị giám khảo khó tính khi đòi hỏi cách hát các thí sinh phải chuẩn mực, nhưng lại cũng rất dễ tính khi cho điểm. Chúng ta cùng chào đón sự trở lại của danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Ngọc Sơn từ 30 năm qua đã luôn được khán giả yêu dòng nhạc trữ tình mến mộ như một trong những tên tuổi hàng đầu. Bằng giọng hát ngọt ngào trời phú và sự khổ luyện không ngừng, Ngọc Sơn ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc với những bản tình ca nồng nàn và những ca khúc về tình cảm gia đình làm xúc động người nghe. Từ bài hát Đầu Tay Lòng Mẹ sáng tác năm 1987 đến nay, Ngọc Sơn đã viết hàng trăm ca khúc theo nhiều phong cách âm nhạc, trở thành một nghệ sĩ hiếm hoi trong dòng nhạc trữ tình, thành công ở cả lĩnh vực biểu diễn và sáng tác. Mỗi bài hát do Ngọc Sơn sáng tác trở thành những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của anh, như Giận Hờn, Lòng Mẹ, Nhớ Về Em, Đêm Cuối, Lời Tỏ Tình Dễ Thương, Đêm Buồn Phố Thị, Những Đêm Lạnh, Về Thăm Mẹ, Đạo Làm Con. Và những bài hát ấy cũng trở thành những thách thức cho những giọng hát thế hệ sau muốn thể hiện lại. Không chỉ bởi dấu ấn quá lớn của Ngọc Sơn, mà còn ở những đòi hỏi rất cao về giọng hát và cảm xúc đặt vào trong từng câu hát. Không chỉ được ái mộ như một danh ca, nhạc sĩ tài năng, Ngọc Sơn có được tình yêu lớn từ đông đảo khán giả, còn nhờ ở sự chân thành hết mình với những người đã yêu mến, nuôi dưỡng tiếng hát của anh từ thuở hàng vi. Với Ngọc Sơn, khán giả khắp nơi là một đại gia đình, mà anh chỉ là một tấm thân nhỏ bé, có nhiệm vụ đền đáp lại tấm chân tình ấy. Anh Ngọc Sơn thân mến, Nguyên Vũ thấy là khi mà anh làm giám khảo, anh đã uống nắng các thí sinh về cách hát mà Nguyên Vũ cảm thấy sợ luôn á. Không biết là hồi xưa lúc mà anh đi học hát á, có khó như vậy không ạ? Ngọc Sơn xin kính chào quý vị, tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Nghiên cứu về cách hát thì tất cả từ dòng nhạc opera, thính phòng, dòng nhạc trẻ, kể cả cải lương, rồi đến dòng nhạc trữ tình bolero cũng phải đều vận dụng một cái kiểu hát giống như thế này, nghĩa là đưa cái hơi mình ra cho nó thẳng, cho nó đẹp và giọng hát sạch nhưng rất là tình cảm theo đúng cái xu hướng của dòng nhạc. Ví dụ như là ta còn em một màu xanh thời gian, từng chiều mái tóc em bay chợt nhòa chợt hiện. Đó là khi mà vận dụng mình hát một cái ca khúc theo cái dòng nhạc thính phòng như vậy thì mình hát thì làm sao âm thanh nó đưa ra nhưng mà thật là tự nhiên. Và Ngọc Sơn đã vận dụng cái kỹ thuật này vào cái cách hát của dòng nhạc bolero và cũng như dòng nhạc trẻ. Mong rằng Ngọc Sơn sẽ truyền hết những kinh nghiệm cho các em và những cái hậu thế sau này. Vâng, xin được cảm ơn ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Thưa danh ca Phương Dung, cô cũng là một người khá là khắt khe đối với các thí sinh của mình, cũng như là những mong muốn các thí sinh phải hát thật là tốt. Khi mà ở bên cạnh một người giám khảo chủ đề cũng khó tính như ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, thì không biết là cô nghĩ như thế nào ạ? Xin chào tất cả quý vị, chào Thái Châu và chào Ngọc Sơn. Phương Dung là một người của trường phái bolero trước đây, nhưng mà với những bài hát của Ngọc Sơn và tập chủ đề của Ngọc Sơn thì Phương Dung rất khó để mà chấm cho các em. Tự vì cái thứ nhất, bài của Ngọc Sơn rất khó hát. Chị mong ước là trong tập này quý vị sẽ có những giờ phút để nghe những thế hệ tiếp nối hát cái dòng nhạc của người khó tánh. Thật là hay. Thưa anh Thái Châu thân mến, ở kỳ trước thì Nguyên Vũ thấy là mỗi lần mà danh ca Ngọc Sơn nhận xét khắt khe đối với các thí sinh thì anh cũng có một phần nào đó đỡ lời cho các thí sinh của mình. Anh thấy là cái sự khắt khe như vậy đã đủ chưa ạ? Ngọc Sơn hát, sáng tác ra là chính tác giả hát mà. Còn gì bằng chính mình sáng tác và mình hát thì cái tâm huyết của mình và đúng ý
đúng chất hơn những người ca sĩ khác để hát lại cái tác phẩm của mình. Thì nếu các em, các thí sinh hoặc là các những người ca sĩ khác hát lại những cái bài hát của Ngọc Sơn thì nếu có điều kiện nên trao đổi với tác giả, thì tác giả đang sờ sờ như thế này đây. À, thì gặp để mà hỏi rồi trao đổi cái ý kiến. Thì tôi nghĩ rằng ca nhạc sĩ Ngọc Sơn cũng không có hẹp hòi, rất là rộng rãi để mà trao đổi kinh nghiệm giữa Ngọc Sơn và những người ca sĩ muốn thể hiện tác phẩm của Ngọc Sơn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh đó, Nguyên Vũ xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị 100 khán giả đặc biệt tại trường quay. Điểm của mỗi khán giả tại trường quay khi bình chọn sẽ là 0,1. Tổng điểm của 100 khán giả tại trường quay sẽ là 10, tương đương với một vị giám khảo chính. Nếu như quý vị đã từng nghe giọng ca của danh ca Ngọc Sơn thì chúng ta cũng thấy rằng là giọng hát ấy rất khỏe khoắn nhưng cũng rất mùi nữa. Và các sáng tác của danh ca Ngọc Sơn cũng là đất để cho các ca sĩ khoe được giọng hát khỏe khoắn, vang, ngọt ngào nữa. Và thí sinh sau đây đã hội tụ được những yếu tố ấy qua những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Liệu bạn ấy có múa rìu qua mắt thợ hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Những bài hát của anh Ngọc Sơn thì đa phần những bài anh viết thì rất là nhiều cái nốt treo ở trên cao, và thường ca sĩ mà chọn hát lại các bài của anh thì phải cũng khá là khó khăn khi phải chọn cái bài nào mà những cái nốt đó mình có thể xử lý đẹp được, hoặc là mình có thể tìm những cái nốt khác mà mình có thể xử lý được hay như vậy để mà mình hát. Đây cũng là một thử thách rất là lớn đối với Trang. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi xem là như Trang sau những cái mà như Trang đã tìm tòi và phá bài này thì quý vị xem có chấp nhận được không nhé. Thêm đớn đau tàn đêm nay là mình chia tay một người xa cách phương trời. Tình là một người sang sông, một người lệ rơi đứng trông. Em hỡi còn gì cho nhau hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao tiếc ta mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm
kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Hôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng để lại nơi. Qua tới cái bài hát này thì nó lại là một cái đoạn đường khác nữa đối với Như Trang. Dàn dựng đẹp với cái giọng của Như Trang thì cô liếc qua chủ đề cô thấy cười sung sướng. Cô chỉ feel để mà cô nghe trong chất giọng và cô cũng đã sung sướng huống hồ vì người này. Ha? Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn cô. Đúng là cái cô bé này nghịch ngợm lắm à ha, dàn dựng phải treo toàn ten vậy lắm mới chịu hát cái bài này đó. Cái cao trào nổi lên ha, mình hát nó nảy lên là Như Trang làm được. Thì cái đoạn A mình thỏ thẻ thôi, mình hát êm lại chút xíu cho nó đậm chất cái bài hát hơn. Còn nếu mà cứ hát như thế này, cái hát mạnh như thế này, hát tươi tắn như thế này thì cái bài nó sẽ bị đều ra, nó không có cái tính đặc biệt. Tại vì mình phải chừa lại, mình phải sắp xếp cái cách nào đó trong cái ca khúc mình hát có một cái cao trào, cái điệp khúc mình hát khỏe khoắn, mình hát trẻ trung lên là cái ưu điểm của cái bài hát, để cho tạo cho ca sĩ mình có đất hát. Để ý cái này một chút, mình phải phân chia cho nó đều thì cái thành công nó sẽ rõ nét, đậm nét hơn. Dạ thưa anh Thái Châu, ý anh là vậy phải không? Hãy em chìm đắm trong tình mới. Em ơi đêm nay vầng trăng kia như đó, chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đấy. Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Cái bài Vầng Trăng Cô Đơn này là một sáng tác của Ngọc Sơn. Đầu tiên đặt tên là Đêm Cuối Hai. Đưa cái nhạc trữ tình bolero lồng vào nhạc pop, nghĩa là gọi là dòng nhạc pop ballad rõ ràng. Hôm nay giọng hát của Như Trang rất là tuyệt vời, rất là khỏe, rất là mãnh liệt. Và vào cái phần dàn dựng như là bị hút hồn rồi. Tất nhiên em có một cái cách hát riêng của mình. Em có lấy những cái mà tôi không biết, em có lấy chỗ này chỗ kia, nhưng mà mình nghe rất là cảm xúc. Chúc mừng Như Trang thành công với Vầng Trăng Cô Đơn. Dạ em cảm ơn. Còn bây giờ sẽ là số điểm giám khảo. Xin mời danh ca Thái Châu. 9,5. Số điểm của danh ca Phương Dung. 9,5. Số điểm của danh ca Ngọc Sơn chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần chấm điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Như Trang là 9,5. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, với những đêm thi mà giám khảo của chúng ta là những danh ca, khi các thí sinh trình bày lại những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của họ đã khó rồi, mà nếu giám khảo là một nhạc sĩ thì áp lực còn nhiều hơn nữa. Với bài hát sau đây đã chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của danh ca Ngọc Sơn, thí sinh sẽ chuẩn bị như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Alo. Dạ con Vũ. Nghe đây mẹ. Vũ hả? Đang dạ. Làm gì đó con? Con đang tối. Trời ơi bên đây hả? Thịt bò to quá chừng, nóng hổi, bốc khói luôn nè mẹ. Ngon quá. Bên đó có lạnh lắm không con? Dạ cũng không lạnh lắm mẹ. Rồi chừng nào con mới về với mẹ? Dạ chắc chắc con chưa về được đâu mẹ.
Do sắp tới con được lên chức, con phải cố gắng. Con sắp được làm trợ lý tổng giám đốc ở nhà mẹ. Thôi có gì con sắp xếp thời gian rồi con về thăm mẹ sau mẹ ha. Vũ, hay là con về già đi con. Mẹ biết con đi làm xa là vì lo cho gia đình, nhưng mà mẹ nhớ con quá. Mấy năm trời con đi, mẹ nhớ con mà không biết làm sao để gặp con. Mẹ sợ rủi mẹ chết rồi. Con về không có kịp. Mẹ. Con đi cách địa phương trời, biết có ngày nào con chờ. Đường xưa mẹ già xa đứng, mòn mỏi trông con đến bao giờ. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương, gió đưa man mác gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay xa đứng nơi đây. Gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ ra chờ con ngồi đêm la sầu. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con. Chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ,
Mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con, mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng. Chưa về chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con. Con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con ơi. Con bé, bé, bé ơi, bé. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong phần trình diễn xúc động vừa rồi. Có thể nói tình mẫu tử luôn luôn là tình cảm thiêng liêng nhất. Và Nguyễn Vũ cũng đã nhận thấy những giọt nước mắt rơi từ chính tác giả của bài hát này. Bài hát này gợi cho tôi nhớ là kỷ niệm năm 87, cuối năm 87. Khi mà phải ngồi chờ đợi 6 tháng trời trên sân khấu quận 10. Hồi đó chỉ có 48kg mà đạp xe đạp. Đạp mà xe sườn ngang mà không có cái vè đó. Cho nên là đạp nước nó văng đầy cái lưng. Khi mà các vedette ngôi sao như chị Bảo Yến, chị Cẩm Vân, không có ai về kịp, Ngọc Sơn lên hát. Và bài hát đầu tiên đó là bài hát của nhạc sĩ Phan Văn Điểu là bài Nhớ. Sau đó 3 ngày sau, khi tối đã về, Ngọc Sơn cứ đạp xe về. Ủa sao đại gia đình thương mình vậy? Mình cảm động và nghĩ đến mẹ. Và sau đó là sáng tác bài Lòng Mẹ. Và cái đêm mà viết bài đó thì Ngọc Sơn khóc sưng cả mắt. Lên sân khấu thì thấy ngầu, thể hiện mình là một thanh niên rất ngầu. Nhưng thực ra đó, xin lỗi cả nhà. Cho đến bây hôm nay thì nghe em hát thì thực sự trong lòng tôi không cầm được nước mắt. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn đại gia đình khắp các nơi đã đồng cảm với ca khúc Lòng Mẹ của Ngọc Sơn. Xin chúc mừng phần thi của em và xin cảm ơn. Có một nhà thơ đã viết hai câu thơ như thế này: ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Chị Phương Dung cũng là một cái người rất thương mẹ. Và khi sanh chị Phương Dung ra, mẹ chị rất khó để nuôi chị lớn. Tự vì từ khi 2-3 tháng chị bệnh chết đi, rồi mua cái hòm về 3 lần như vậy mà không chôn chị được. Thì có một ông thầy, ông nói rằng: Tím Ba, cái cô bé này sau này sẽ làm mát mặt tím đó. Tôi không biết nó làm cái gì, nhưng mà trong lúc nó nói đó, bao nhiêu người ngồi nghe nó nói. Tất nhiên là mình đi hát. Vì lý do đó mà khi chị Phương Dung đi hát, chị mặc chiếc áo màu trắng là tại vì mẹ mình thích, chứ không phải chị thích màu trắng. Chị thích màu vàng, nhưng mà mẹ luôn luôn nói rằng mẹ thích màu trắng.
Tự vì cái màu đó là cái màu trinh bạch. Con mặc cái đó, con đi hát á, người ta sẽ thương mình lắm. Vì lý do đó, và chị có được cái biệt danh con nhạn trắng Gò Công. Chị Phương Dung đã nghe Ngọc Sơn hát rất nhiều lần bài này. Và có nhiều người khác cũng hát cái lòng mẹ của Ngọc Sơn. Nhưng mà phải công nhận Vũ là người duy nhất sau Ngọc Sơn hát bài này đã gây cho chị một cái sự xúc động rất lớn khi mà nhớ về mẹ của mình. Cảm ơn em. Tôi là rất sợ những cái bài hát nói về mẹ, vì mẹ thì tuyệt vời quá. Thấy Trần Vũ hát cái bài hát này là tôi nhận xét Trần Vũ đã thấm nhuần cái dòng nhạc trữ tình này. Và với mà dám chọn cái bài Lòng Mẹ của Ngọc Sơn, bài hát này rất là khó hát. Phải có một cái làn hơi phong phú và luyến lái cho nó mượt mà, ngọt ngào thì nó mới ra cái chất. Đã tác giả đã hát thành công như thế rồi, thì mình là thế hệ sau đàn em nữa mà mình thể hiện được như thế, là tôi thấy hôm nay là Trần Vũ nghe là tiến bộ rất là nhiều và thấm vào máu mình cái chất nhạc trữ tình. Nhưng mà cái đoạn C của lần đầu đó, mình một hơi một đó, mình đi một hơi một thì nó còn bị lẫn cỡn một chút. Lần sau đó thì rất là ngọt. Lần sau là hình như là hát rồi cái nó thấm ha, thì lần sau hát rất là đẹp. Với lại cái hay của Vũ nữa, cái là đoạn chót, cái cảm xúc nó đột ngột, nó ngắn ngủi lắm, nó rất là ngắn, rất nhanh. Nhưng mà Trần Vũ thể hiện rất đạt khi gặp lại người mẹ của mình. Một lần nữa là khen Trần Vũ và cảm ơn Trần Vũ đã hát bài Lòng Mẹ thành công sau cái chàng này đây. Bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo dành cho Trần Vũ. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Phương Dung. Mời! Số điểm của danh ca Thái Châu. Mời! Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo đặc biệt tại trường quay dành cho Trần Vũ. Xin mời! Thưa quý vị và các bạn thân mến, số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trần Vũ với phần trình diễn vừa rồi là 9,7. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, với một thí sinh đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ phía ban giám khảo, bởi vì có thể là không có điều gì làm khó cô cả, thì bạn ấy sẽ tiếp cận những bài hát của anh Ngọc Sơn như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi Võ Hạ Trâm. Nào cùng vui lên anh, hát khúc ca tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong ngất ngây. Nồng say tuyệt vời. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, đó là ca khúc Khúc Tình Nồng, một sáng tác của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Ca khúc mà Trâm sẽ thể hiện trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Quý vị có thể thấy không, âm nhạc không biên giới, từ một ca khúc nhạc cha cha cha, tôi hát thành một bài opera vẫn ngọt ngào. Hy vọng là chúng tôi sẽ vẫn mang những sự sáng tạo đó vào trong từng bài hát của từng tác giả. Hãy hát lên khúc nhạc bừng lên rộng ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồng tim cuồng xin lòng chơi, nhớ nghe anh đêm nay,
mình vắt cái vai đắm say cho câu hát xa bay, cho niềm tin cho rằng ngày mai. Nhìn vầng trăng kia treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta xanh như bài thơ nghe hồn chơi vơ. Thêm lần nữa đi, chưa có đã. Tiếp tiếp bài biết hay không đi. Hay. Quá hay ha, tuyệt vời. Một ca sĩ có tài, hát nhạc tình cũng hay, rồi hát nhạc sôi động cũng hay. Không biết nói gì ha. Hay quá, hát hay nữa đi. Đắm nghe chưa đã. Nghe tôi rất là hài lòng và rất là sướng. Tức là tôi phải kêu Tâm hát lại nữa đi. Ngắn quá. Đó là tiếc. Rồi, chúc mừng cái tiết mục của Trâm. Tuyệt vời. Mặc dù cô Phương Dung lớn tuổi, nhưng mà khi nhìn thấy Võ Hạ Trâm, cô tưởng tượng mình cũng 19-20 tuổi. Có lắc không? Không có lắc. Nhưng mà trong cái trái tim này đó, nó đập mạnh lắm. Nó làm cho mình trở về với cái thời thiếu nữ của mình. Tự vì hát hay quá mà Vũ Đoàn với lại Võ Hạ Trâm có những cái động tác rất là quyến rũ, lôi cuốn người xem. Cô Phương Dung thì sợ người ta cười mình, thành ra không có dám lắc. Cái gì rồi giật như vậy cũng lắc chứ sao sợ. Không có dám lắc tại sợ người ta cười. Nhưng mà cô biết là cái người này sung sướng nhất. Hà Trâm ơi, em hay quá à. Tuyệt vời quá đi.
Chứ hết là chất giọng của Hà Trâm là và một quãng giọng rất là rộng. Trong học thuật thì giọng em rất là tuyệt vời. Và còn nấu thì sao? Em nấu ra một cái nồi gọi là nồi tình cảm. Về trong cái giọng hát của em truyền tải cái những cái chất sắc của giọng qua cái sự nhuần nhuyễn và phát ra những cái âm thanh rất là tuyệt vời. Và em cái bài này thực sự là rất là khó hát. Nó quãng giọng nó rất là rộng mà em lên đủ mà em còn cần dư nữa. Chúc mừng em rất thành công với ca khúc Khúc Tình Đồng Ngọc Sơn sáng tác 2001. Chúc mừng em. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo dành cho Võ Hà Trâm. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Cảm ơn Thái Châu. Số điểm của danh ca Phương Du. Cảm ơn cô. Còn bây giờ sẽ là số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Võ Hà Trâm. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, số điểm của khán giả dành cho Võ Hà Trâm là 9,8. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong suốt 30 năm qua, khán giả đã trìu mến dành cho danh ca Ngọc Sơn với cái tên là Ông Hoàng Bolero. Và những sáng tác của anh đã đi vào lòng người. Ngay sau đây sẽ là một bài hát, một sáng tác theo thể loại Bolero được danh ca Ngọc Sơn cho ra đời vào thời điểm ấy. Đi đâu chúng ta cũng có thể nghe trên mọi nền. Anh, phố đã lên đèn rồi, cũng sắp tới giờ diễn, em đi về nha. À, vậy mình còn gặp lại nhau không? Anh không thích chơi trò trốn tìm đâu. Nhưng mà em thích. Em sẽ trốn, trốn thật kỹ, để anh không bao giờ tìm thấy được em nữa. Đắng nào cho với những thương đau em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi, đường phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi, mây gió gọi về, những đêm trường như tan tóc điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta dịu trên đường về, mình cầm tay nhau trời khuya, gió đưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu, nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi. Về với ta trên suốt nẻo trần, mà đường chân ai hay cay đắng đọa đây. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Cho hỏi có biết người này không? Em cho anh hỏi không biết người này không? Bác ơi, cho con hỏi có biết người này không? Nè, anh chàng quả sĩ kia, anh quan tưởng rồi hả? Cô gái trong bức hình này
không có thật. Và ở đây nè, ở đây cũng chẳng có một cô gái nào để cho anh tìm cả. Còn đây hả? Đây chỉ là hình con búp bê ở trong cánh xiếc của tôi mà thôi. Ông nói dối. Trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm hôm nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi. Về với ta trên suốt nẻo trần, mà đường chân ai hay cay đắng đọa đây. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Đường chân ai hay cay đắng đọa đây. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Em sẽ trốn, trốn thật kỹ để anh không thể nào tìm thấy em được nữa. Đây là một bài hát của Ngọc Sơn. Nó có nhiều cái câu và cái luyến lấy nó từ tựa với lại của anh Trúc Phương. Anh Trúc Phương những cái luyến lấy của anh rất khó, Ngọc Sơn thì dễ hơn một chút. Nhưng mà mỗi một câu nó có một cái khác nhau. Không phải dễ hát bài của Sơn. Nếu mà cho cô Vương Dung chắc cái bài này á, cô không thuộc nổi đó. Cái đó cô nói thật sự, nó lạ lắm. Một cái bài hát rất lạ, nhưng mà nó có cái buồn ở trong bài hát. Cô thấy em hát, em có cái hồn trong cái bài hát của Ngọc Sơn. Không có ngờ mà việc hát được cái thể loại này. Và cái bài này luyến lấy, tôi nghĩ là phải có cái chất ở trong người. Phải thấm vào máu. Cái gu này thì mới hát được. Và việc làm được cái điều này tôi rất là bất ngờ đấy. Hát luyến lấy rất là đẹp nha. Mượt mà tình cảm dạt dào. Tôi nghĩ đây cậu Ngọc Sơn ngồi chắc cũng sướng lắm nãy giờ. Anh biết hay thiệt. Nãy giờ người cứ rung bắn lên hết. Em còn nhớ những ngày xưa. Ngày xưa đó em ta dìu trên đường về, mình cầm tay nhau, trời khuya gió đưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu. Đại khái là gì? Đây là một cái bài hát mà gọi là hồi xưa ở ký túc xá trường Hưng Đạo viết bài hát này năm 88. Trong cái nỗi cô đơn của con người ta, nó không chừa một ai trong đó, nó cũng chiếm vào chính tấm lòng của tôi. Hôm nay nghe Mai Quốc Việt hát thì ồ, không ngờ luôn đó là nó tình cảm vô cùng. Sao nó nhẹ nhàng, nó tình cảm vô cùng. Sự dàn dựng của hôm nay thật lạ và thật hay, thật đẹp. Chúc mừng Mai Quốc Việt thành công với tập này. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số điểm của giám khảo. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Phương Dung. 9,5 số điểm của danh ca Thái Châu. Mời. Còn bây giờ sẽ là số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Mai Quốc Việt. Số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Mai Quốc Việt là 9,6. Chúc mừng bạn. Và bây giờ chỉ còn một thí sinh nữa thôi. Và bài hát sau đây, ở thập niên 90 chúng ta đã lắng nghe được bài hát này và nó trở thành một hiện tượng. Và với bài hát này cũng ít có ca sĩ nào dám hát lại, bởi vì khó vượt qua cái bóng quá lớn của danh ca Ngọc Sơn.
Và liệu ca sĩ nào đã liều mình chọn ca khúc này? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Mình đã tham gia một cuộc chơi thì mình luôn luôn nghĩ rằng là mình phải khám phá chính bản thân mình. Cho dù đó là một cái sở đoản của mình, nhưng mình phải chọn ngay một cái ca khúc khó đi để mình làm hết sức mình. Và khi đó thì người nghe họ sẽ có được cái gọi là cái sự đong đếm, xem thử là mình trong những quá trình vừa rồi mình có tiến bộ hay không. Giống như là cái vòng vừa rồi thì Thắng rất là vui khi được anh Thái Châu khen rằng là càng ngày Thắng càng có tiến bộ. Thì vòng này Thắng cũng thử sức mình với một ca khúc gần như là đóng đinh rồi, cho dù ai hát lại thì cũng không thể vượt qua được anh Ngọc Sơn. Và bây giờ cũng đang rất là hồi hộp. Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau ai ân tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hơn chi em nét mi đượm buồn, giận hơn chi em chút thêm buồn phiền, giận hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng, vắng xa thật rồi người ơi biết chăng. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi. Và tình ta đó những đêm trắng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình cách xa, tình yêu ban đầu còn đâu nữa em. Người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào giờ như giấc mơ. Chẳng tàn để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình cách xa, tình yêu ban đầu còn đâu nữa em. Người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Niềm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào giờ như giấc mơ. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào
trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi. Và tình ta đó những đêm trăng tàn. Em hát rất là tốt, chúc mừng em. Một kỷ niệm, cột mốc trong cuộc đời, bước vào con đường yêu của Ngọc Sơn, tình đường yêu đôi lứa đó nghe. Thì trong trong trường nghệ thuật sân khấu thì Ngọc Sơn cũng có để ý, nói thật là trong lòng cũng thầm yêu trộm nhớ một bóng hình, một một bóng hồng, nhưng mà không dám nói. Mà Ngọc Sơn thì thực sự là một con người ngoài có vẻ là cứng rắn vậy thôi mà cố tạo, đừng có nhút nhát Ngọc Sơn, mà thực sự trong lòng mà rất là nhút nhát và tràn đầy xúc cảm. Cho nên là cái tình mối tình đó chỉ trong ý nghĩa Ngọc Sơn mà thôi. Cái nỗi của một chàng sinh viên nghèo xa nhà, mình buồn, mình nhớ gia đình rồi, mình là có thầm yêu và thấy đôi khi thấy nàng nhìn mình nữa, mình nhìn mình nghĩ là người ta yêu mình. Thực sự nàng cũng chưa có tặng khăn cho Ngọc Sơn, nhưng mình nghĩ là chắc là nàng đã tặng mình cái cầm một khăn kỷ niệm rồi, mình ao ước trong đầu. Rồi một lần nọ thì thấy bóng hồng đó lại quen với một người khác, thấy là không thành rồi, cho nên là Ngọc Sơn đã viết trong bài hát Giận Hờn. Mình cứ đi lang thang trên đường phố một mình vậy đó, coi như là buồn buồn lắm mà viết ra bài hát Giận Hờn. Hôm nay em hát lại bài Giận Hờn thì tôi vô cùng xúc cảm, thấy giọng hát của em không có có nghĩa là lúc đoạn cao thì em hát rất là mạnh, nhưng mà em không có lạm dụng quá. Em đã biết giữ gìn lại những nốt đầu tiên và thật là êm dịu, sau đó bung ra thật mạnh về và đoạn cuối trở lại êm dịu lại. Cái đó là điều tôi muốn. Chúc mừng em, tôi rất là vui và rất là hạnh phúc khi em hát ca khúc Giận Hờn của tôi sáng tác. Cảm ơn anh rất nhiều. Sơn hát giùm anh hai bài ấy ha, hai câu đầu coi. Em hát ạ. Dạ. Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau ai ơn tràn đầy. Rồi, cảm ơn Ngọc Sơn. Em thấy ý đồ của tác giả, hai cái câu có cái nốt đối với nhau. Dạ. Nhưng mà Thắng lại hát cùng một nốt, anh nghe không sướng lắm. Tì ra 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 ra, tì ra 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 ra, chứ vậy tì ra 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 ra, là Thắng hát giống nhau, có phải không? Thắng không để ý cái đó, với lại cái bỏ nhỏ của Thắng đó phải rõ, mình có quyền ếm hơi, mình có quyền bỏ nhỏ, nhưng mà phải rõ cái chữ. Với lại đó cái thấm thiết của bài hát đó, anh nghĩ là Thắng chưa có thấm lắm, hát chưa có thấm thì cả thấm với cái bài hát này. Góp ý cho Thắng nhỉ? Cảm ơn. Đây là một bài hát nói lên tâm trạng của Ngọc Sơn yêu đơn phương. Yêu người ta mà người ta không có yêu mình. Yêu một mình. Thành ra những cái câu của Ngọc Sơn viết cái melody nó rất là xúc cảm. Thắng cái bỏ nhỏ đó khó lắm chứ không phải dễ. Ém hơi để mà bỏ nhỏ mà người ta phải nghe. Nhưng mà trong những cái tập vừa rồi đó, có thể nói cho tới bây giờ, đây là cái bài hợp với giọng của Thắng và Thắng hát hay nhất. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn lời khen ngợi từ phía danh ca Phương Dung dành cho Nguyễn Lê Bá Thắng. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu, 9,5. Số điểm danh ca Phương Dung, 10. Số điểm của danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của khán giả dành cho Nguyễn Lê Bá Thắng. Xin mời ạ. Số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Nguyễn Lê Bá Thắng là 9,4. Chúc mừng bạn. Quý vị biết không, danh ca Ngọc Sơn là một người rất nhanh nhạy trong việc sáng tác một bài hát mới. Có lẽ với kinh nghiệm nhiều năm đi hát, cũng như là kinh nghiệm trong cuộc sống, đã cho danh ca Ngọc Sơn một cái vốn rất lớn để có thể liên tục sáng tác và cho ra đời những ca khúc mới. Và với ca khúc được trình diễn trên sân khấu của Hãy Nghe Tôi Hát ngày hôm nay, cũng là một ca khúc hoàn toàn mới, lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu. Đó chính là ca khúc Lệ Tình và phần trình diễn đặc biệt của danh ca Ngọc Sơn.
giờ chia tay nhé, luyến lưu thật lâu, nghẹn ngào nhìn nhau nói không thành câu. Thuyền tình rời xa sẽ trôi về bên nào, để tim này đớn đau người ơi có thấu. Đường chân muôn lối biết đâu đục trao, mà lòng còn tha thiết câu chờ mong. Thì hẹn thề nhau kiếp sau mình có đôi, tình ta đành thế thôi là giấc mơ quá rồi. Uống cạn ly đêm thâu với người tôi yêu dấu, gặp cho duyên ban đầu, phận nghèo nào dám ước mơ trèo cao. Thì đừng oan trách tiếc thương mà chi, chỉ làm buồn thêm phút giây biệt ly. Lệ tình sầu hoen ướt đôi bờ mi, thành muôn làn sóng khơi để nhớ nhau suốt đời. Đường chân muôn lối biết đâu đục trao, mà lòng còn tha thiết câu chờ mong. Thì hẹn thề nhau kiếp sau mình có đôi, tình ta đành thế thôi là giấc mơ quá rồi. Uống cạn ly đêm thâu với người tôi yêu dấu, gặp cho duyên ban đầu, phần nghèo nào dám ước mơ trèo cao. Thì đừng oan trách tiếc thương mà chi, chỉ làm buồn thêm phút giây biệt ly. Lệ tình sầu hoen ướt đôi bờ mi, thành muôn làn sóng khơi để nhớ nhau suốt đời. Lệ tình sầu hoen ướt đôi bờ mi, thành muôn làn sóng thơ để nhớ nhau suốt đời. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình với phần công bố kết quả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Nguyên Vũ rất vui mừng khi thông báo cho tất cả các bạn thí sinh, đó chính là giám khảo chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, đã tặng cho tất cả các thí sinh một số điểm tuyệt đối, đó chính là 10 điểm. Chúc mừng các bạn. Ngay sau đây sẽ là kết quả cuối cùng. Như Trang, bạn có điểm tổng là 38,5. Trần Vũ, tổng của bạn là 39,7. Võ Hạ Trâm, 39,8. Mai Quốc Việt có điểm tổng là 39,1. Bá Thắng, điểm tổng của bạn là 38,9. Và xin được chúc mừng Võ Hạ Trâm là người có số điểm cao nhất trong đêm nay. Chúc mừng bạn. Ngay sau đây xin được mời danh ca Ngọc Sơn lên sân khấu trao phần thưởng này cho Võ Hạ Trâm. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng Võ Hạ Trâm đã có giải nhất tuần và xin được cảm ơn danh ca Ngọc Sơn. Thưa quý vị, ở tuần sau chúng ta sẽ lắng nghe được những ca khúc là những tuyệt phẩm đã vượt thời gian với giọng ca của nữ hoàng sầu muộn, danh ca Giao Linh. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Chess Studio thực hiện. Còn bây giờ, Nguyên Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.